chú đón 130-170 gốc mà có trái đều hết trơn 100% đó, thì chú phỏng đoán chắc có thể gần chèm chèm 20 tấn. À, ấn tượng nhất là ổng làm kiểu như theo cái quy trình là lá ổng ngon, rồi lúc từ hồi lúc mà đậy cho tới làm bông ra bông tới hiện tại trái tới bây giờ là nó vẫn đẹp, bộ lá ngon lành. Thì hôm nay Phi Hùng quay lại vườn chú Minh, đâu đó thì trái của chú đã ngót nghét tầm khoảng 80 ngày. Thì bước từ cái mốc 80 ngày trở đi thì bà con mình có một cái nỗi quan tâm, đó chính là cái bệnh thối trái. Biên Nhi kính chào quý khán giả thân mến. Thưa bà con, thối trái là căn bệnh phổ biến trên cây sầu riêng giai đoạn từ vô cơm về sau, làm ảnh hưởng đến mẫu mã cũng như là giá trị khi thu hoạch. Và ngày hôm nay Huyền Nhi xin mời bà con cùng ghé đến cái bè Tiền Giang, quay lại vườn sầu riêng của chú Minh và bật mí với bà con mình là vườn sầu riêng này đang sở hữu một lượng trái rất là nhiều cùng với mẫu mã vô cùng đẹp. Và để xem là kinh nghiệm của chú là gì để mà giữ được trái sầu riêng xanh gai tròn trái vàng cơm nhé. Có câu con sâu làm sầu nồi canh, đôi khi vấn đề nhỏ cũng làm chúng ta bị rối trí. Tương tự như hiện tượng thối trái sầu riêng, ban đầu chỉ để lại vết thâm bé tí trên gai, nhưng lại là quan ngại lớn của bà con trồng sầu. Sáng nay khi giọt sương còn đọng trên cỏ, anh em đã quay lại thăm vườn mỏng thon của chú Minh tại xã Mỹ Tân, cái bè Tiền Giang. Vườn cây từng nhiều lần xuất hiện trên kênh YouTube An Phát Nông, đường đi nước bước dần trở nên quen thuộc. Nay sầu riêng đã đến kỳ vô cơm, sẵn dịp ghé thăm, chủ mình không quên trao phó nhiệm vụ tính toán phòng ngừa thối trái cho anh em. Bà con thân mến, thì đối với quá trình mà mình canh tác cây sầu riêng á, thì có từng cái mốc và cũng như từng cái giai đoạn mà nó gắn liền với một số cái đối tượng gây hại mà bà con mình quan tâm. Thì hôm nay Phi Hùng quay lại vườn chú Minh, đâu đó thì trái của chú đã ngót nghét tầm khoảng 80 ngày. Thì bước từ cái mốc 80 ngày trở đi thì bà con mình có một cái nỗi quan tâm, đó chính là cái bệnh thối trái. Thì hôm nay Phi Hùng sẽ bàn với chú Minh và cũng như đưa ra tới bà con mình một số cái nguyên nhân kèm theo cái giải pháp để mình phòng và đâu đó mình trị đối với những cái vết thối trái trên cây sầu riêng của mình. Tác nhân gây thối trái là Phytophthora, một loài vi sinh vật chống nấm. Chúng tồn tại trong đất, không khí, có khả năng lây lan qua công cụ làm vườn, gió và đặc biệt là nước nhờ cấu tạo cơ thể có roi. Thời tiết ẩm độ cao thường rất dễ cho bệnh phát tán. Một đặc điểm của Phytophthora là có thể trực tiếp xâm nhập hoặc lần theo vết thương có sẵn để chui vào trái. Ban đầu chỉ tấn công lên vỏ, sau đó lần vào rong làm hỏng cơm. Thì đối với thối trái thì nhiều bà con mình lấy cái mốc tầm khoảng đối với giống ghi sáo thì là đâu đó tầm khoảng 55 ngày trở lên, thì giai đoạn đó trái mình phát triển bắt đầu nó mạnh nè, xong rồi những cái tế bào nó sẽ căng ra và tạo những cái vết thương hở do hai cái trái sầu riêng nó quẹt với nhau. Tại vì giai đoạn này trái nó lớn á, những bà con mà mình để tới chùm mới thấy là gì, những cái trái sầu riêng nó va quẹt với nhau tạo những vết thương hở. Thì từ cái mốc này và từ cái yếu tố là bị tổn thương, nấm bệnh nó sẽ tấn công. Còn đối với vườn của chú Minh á, là giống mỏng thon, thì Phi Hùng thấy được rằng đối với giống mỏng thon này tầm khoảng 65 tới 70 ngày là quá trình phát triển của trái nó sẽ đẩy mạnh lên, thì cái nguy cơ thối trái nó sẽ xuất hiện ở giai đoạn này nhiều hơn. Và một số cái nguyên nhân khác như là sâu đục trái nè, xong rồi bà con mình đi những cái dinh dưỡng chứa NPK đạm quá cao cũng dẫn đến cái quá trình phát triển và cũng diễn ra cái nấm bệnh nó mạnh hơn. Và đặc biệt bà con mình lưu ý nha, về cái về ngoại hình á, thì khi mà bà con mình thấy những cái vườn sầu riêng mà bị tẹt gai nè, xong rồi cái gai nó cấu trúc nó không có ổn định, nó bị tét, nó bị vỡ ra ở cái giai đoạn mà nhỏ tầm khoảng 70 ngày 75 ngày, thì bà con để ý những cái vườn đó về sau nguy cơ nó sẽ bị thối trái nhiều hơn. Tại vì cái bên ngoài cái lớp bảo vệ của nó đã bị thủng rồi thì nấm bệnh rất là thích. Bên cạnh đa lượng thì để giúp vỏ trái được xanh khỏe hơn, chúng mình không quên bổ sung trung vi lượng, đặc biệt là canxi và bo rong. Được biết canxi tham gia cấu tạo vách tế bào, còn bo rong hoạt hóa một số enzyme giúp sầu xanh vỏ, hạn chế được tình trạng nứt gai, thối trái.
Tuy nhiên, hai nguyên tố này không thể tự dịch chuyển từ lá già qua lá non, vì thế cần được nhà vườn bổ sung thường xuyên. Và bên cạnh đó thì để ngừa thối trái từ giai đoạn nhỏ bà con, thì bà con giúp Phi Hùng là quan tâm giùm hai cái nguyên tố đó là canxi và cái bò rồng. Đối với cái việc mà mình bổ sung canxi á bà con, thì khi mà mình cũng không nên tập trung quá mà mình phải cân đối giữa bên dưới và bên trên. Tại vì bản chất của canxi là nó không di động, nên khi mà bà con phun vào cây á thì cái khoảng hấp thu nè cũng như là cái sự điều tiết cái lượng canxi nó sẽ chậm lại so với mặt bằng chung. Nên đó khi Phi Hùng phối những cái công thức ở dưới gốc thì luôn luôn là mình cộng chung với canxi bò. Đó, để cho bà con mình có thể nhớ là Phi Hùng thường đi 3 số 16, 17 mình cộng với canxi bò. Thì đối với một gốc của vườn chúng mình thì Phi Hùng cho mỗi lần bón tầm khoảng 300-500g là phần ở dưới gốc. Còn bên trên thì để bổ sung canxi á, thì Phi Hùng lâu lâu Phi Hùng sẽ cho chúng mình thay đổi giữa cái carbophos và cái canxi bò. Cái chai mà nâu nâu nhiều nhà vườn hỏi á, thì hai cái sản phẩm này sẽ được luân phiên để mình bổ sung và cũng như giúp cái cây sầu riêng mình đủ cái lượng canxi. Và khi bà con mình thấy cái cây sầu riêng của mình đủ cái lượng canxi á, thì cái vỏ nó chắc nè, xong rồi những cái gai nó hạn chế được cái tình trạng bể gai. Đó cũng là một trong cái yếu tố cấu thành nên cái việc giúp cái trái sầu riêng của mình ngừa thối trái. Và bên cạnh đó là lượng nước tưới và cũng như ẩm độ xung quanh cái vườn sầu riêng của mình. Như bà con có thể thấy là khi mà Phi Hùng tới giai đoạn mà tái tầm khoảng 75-80 ngày, cây ổn định á, thì có cho phát cỏ xung quanh cái gốc sầu riêng, thì lúc đó sẽ tạo một cái độ thông thoáng nè, vừa ngừa được nấm bệnh thối trái và vừa bảo vệ cái cổ rễ cây sầu riêng của mình. Thì mong rằng những cái yếu tố cũng như cái thông tin cơ bản ban đầu có thể giúp bà con mình nắm bắt về cái những nguyên nhân và cũng như cách mà mình dưỡng cái trái sầu riêng từ giai đoạn nhỏ để về sau hạn chế cái tình trạng thối trái trên vườn của mình. Gần đây, một số nhà vườn thường dùng nhóm bón lá chứa NPK đạm cao hay kích thích sinh trưởng phun trong giai đoạn vô cơm nhằm mục đích trái lớn nhanh, nồng học. Về quan điểm này, chú mình cần nhắc rất kỹ lưỡng. Chú nói, nguy hiểm mà nghe. Trái bự nhanh sau này dễ tét gai, ăn chắc mặt bền thì NPK rải, mấy cái chống sốc với vi lượng thì mới ưu tiên phun. Nhờ thao tác chăm sóc khoa học mà vườn chú Minh trái lớn đều, gai nhiễm đẹp và ít bệnh hơn hẳn. Bà con thân mến, thì ngoài những cái cử mà mình phun xịt thối trái, mình ngừa và cũng như mình quản lý cái thối trái, thì giai đoạn này bà con mình lưu ý giúp Phi Hùng là mình hạn chế mình dùng những cái phân NPK mà phân bón qua lá như là 3 số 16, 3 số 20 mình phun vào cái trái sầu riêng và cũng như là mình phun vào mặt dưới lá. Tại vì giai đoạn này bà con lưu tâm giúp Phi Hùng, giai đoạn này là trái nó đã ổn định và cũng như nó tự lớn trong cái quá trình này, nên bà con ở giai đoạn trái món thon tầm khoảng 80 ngày, 85 ngày thì hạn chế dùng những chất kích thích sinh trưởng cộng với những cái phân bón lá NPK mà chứa đạm quá cao. Vì giai đoạn này á thì cái trái sầu riêng mình nó sẽ tự lớn và cũng như cái sự phát triển của trái ở giai đoạn này là chủ yếu cái bộ rễ của mình hấp thu dinh dưỡng và chuyển hóa nuôi cái trái nó phì ra, nên bà con hạn chế và cũng như không sử dụng những chất kích thích sinh trưởng và những cái phân bón NPK đạm cao, mà thay vào đó bà con giúp Phi Hùng trong thời tiết nắng nóng cộng với nhiệt độ đêm nó thấp thì mình phải giúp cây sầu riêng tăng sức chịu đựng nè, chống stress và bảo vệ khỏi các đối tượng côn trùng gây hại. Thì ở đây Phi Hùng cho chú Minh phun một cái bộ nó ngắn gọn lắm bà con, mà đáp ứng được cái nhu cầu trên. Thứ nhất là mình sẽ phun cái super cát để giúp cho cây mình tăng sức chống chịu. Thứ hai là mình ứng dụng cái Nuti Active Tây Ban Nha vào để cung cấp nhựa và giữ cái màu xanh của lá. Và một số bà con có lấy cơ đọt trong giai đoạn này thì phun cái Nuti cũng hỗ trợ quá trình đi đọt của cây sầu riêng được tốt đẹp. Mà thật sự nhiều nhà vườn nói giai đoạn này trái nó rút nhiều quá, thì giai đoạn này mình cũng phải hỗ trợ và cũng như mình phải tiếp diện cái phần lá ở trên kho dự trữ dinh dưỡng để cho nó cân đối dinh dưỡng lại. Xong khâu dinh dưỡng, giờ tới lo liệu tình trạng bệnh đau. Thông thường thời điểm trái bắt đầu tạo bột, lượng dinh dưỡng dồi dào sẽ là thời điểm sâu và bệnh hại tấn công mạnh. Lưu ý thêm, tác nhân Phytophthora không những gây thối trái sầu riêng mà nó còn là chủ mưu của xì mủ chết nhanh trên nhiều loại cây trồng. Do vậy, các vườn có tiền sử bị Phytophthora tấn công nên chủ động hơn trong việc ngừa thối trái nhé.
Thì để chủ động và cũng như tối ưu hóa bảo vệ năng suất cho cái vườn của mình á, thì Phi Hùng thường lấy cái mốc tầm khoảng là 65-70 ngày đối với cái giống mông thon là sẽ bắt đầu vào cái chu kỳ phun ngừa thối trái. Tại sao mà lấy cái mốc đó? Tại vì bà con nhớ không, tại tầm khoảng 70 ngày hoặc là 75 ngày thì bà con mình sẽ đi một cái cử đạm cao 20-10-10. Lúc đó cái nồng độ đạm nó cao lên thì đẩy những cái trái sầu riêng của mình lớn lên một cử, cho nó nông những cái hộc ra và ổn định phong trái. Thì giai đoạn này nấm bệnh nó rất là thích. Tại vì nhiều bà con mình năm nay á, thấy cái vàng lá nó ít nên giai đoạn này bà con rất là thích, vừa giúp cho trái lớn đều và vừa đâu đó lấy thêm một cơ đọt tạo cái kho dự trữ dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Sâu đục trái làm hư vỏ, đồng thời gián tiếp tạo con đường cho phi tớp thô ra tấn công gây thối trái. Để diệt sâu, chúng mình tiết lộ kinh nghiệm. Tụi này hay trốn trong mấy hốc kẹt, mình lấy khúc cây hay chai nước chìm vô giữa là nó ít đẻ mà mình xịt cũng dễ nữa. Đang khúc tò mò, anh em hỏi thêm, vậy khi nào mình xịt chú? Chúng mình tiếp lời, có người định kỳ 10 bữa nửa tháng lần, còn ai cao tay hơn thì nhìn bướm. Được biết loài bướm vừa nhắc đến là con màu vàng, nhiều chấm nhỏ màu đen. Hễ thấy chúng bay lập lòe thì 5-7 ngày sau bà con sẽ xử lý ngay. Vì lúc này trứng vừa nở, ấu trùng chưa chui vào trái nên rất dễ để tiêu diệt. Thần công là thuốc trừ sâu dạng sữa với 3 hoạt chất, đặc trị nhóm đục khoét và chích hút. Để chế phẩm phát huy hết công dụng của mình, nhà vườn nhớ cộng thêm một chai thấm sâu 30 giây vào phi 200 lít nước nhé. Ngoài ra để ngừa thối trái thì nhóm thuốc trừ bệnh, tăng kích kháng cũng không thể thiếu mà nghe. Thì ở đây á, Phi Hùng đã cho chú phun ngừa một cái bộ giải pháp mới có bao gồm là Elixir, mình cộng chung với cái Aigon 620, mình phun ở vị trí là gì, trái và cũng như mặt dưới lá. Và một cái mẹo mà Phi Hùng hay chia sẻ với nhiều nhà vườn là mình phun ăn gian, là khi mà mình phun hết ở trên rồi đó thì mình đưa dùm Phi Hùng cái cần xịt ha, cái cần xịt mình phun xung quanh cái gốc sầu riêng, phun nhẹ thôi xíu thôi, và đâu đó mình phun lên dùm Phi Hùng là tầm khoảng 3-4 gang tay xung quanh cái gốc. Thì cái cử phun mà ở dưới gốc đó, bà con mình thấy không có tốn nước nhiều đâu, tốn tầm khoảng 2-3 lít nước thôi, nhưng mà bảo vệ tối ưu hơn. Tại vì bản chất của đối tượng nấm Phytophthora nó tồn tại được trong đất nè, tồn tại trong không khí, và những cái bào tử của nó sẽ đi theo gió, nên khi bà con mình đánh tổng thể bên trên và ở dưới một xíu ha, là mình sẽ giúp cho cây sầu riêng mình được bảo vệ toàn diện hơn. Và cái bộ giải pháp Aigon và Elixir đã được chú Minh áp dụng và cũng như quản lý ở trên vườn của mình. Và đặc biệt nha, bà con có quan sát được không, là khi mà Phi Hùng né gan xíu á, bà con mình thấy là cái gốc sầu riêng cũng như những cái thân cành của vườn của chú rất là sạch, không có đốm gông, là nhờ kèm theo cái hiệu ứng đi kèm trong cái bộ giải pháp Aigon và cái Elixir tẩy gông này, giúp cái thân của mình nó sáng lên, thì lúc đó không có ẩm độ và cũng như không tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nấm bệnh tấn công. Mong rằng thao tác Aigon và Elixir giúp bà con mình bảo vệ cái trái sầu riêng và ngăn ngừa cũng như trị cái thối trái toàn diện nhất. 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu. Hàng An Phát Nông phải có logo chữ AVN với biểu tượng đốt lúa trên góc trái. Hàng An Phát Nông phải có dòng đơn vị phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông. Hàng An Phát Nông phải có băng nhận diện hình chữ L in chìm biểu tượng AVN. Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh YouTube An Phát Nông. Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên. An Phát Nông an tâm phát triển nông nghiệp. Bà con thân mến, một mùa vụ mới và sự ra đời của chế phẩm Elixir cũng góp phần rất nhiều cho bà con trong cái công trình quản lý bệnh thối trái sầu riêng. Và ở phần tiếp theo thì xin mời quý khán giả hãy cùng hòa vào niềm vui của chú Minh, tiến sâu hơn vào vườn cây và ngắm nhìn những thước hình thực tế nha. Giá cả thì luôn biến động, nhưng mặt bằng chung vẫn khá lý tưởng so với mọi năm. Mấy nay ra vườn, chú Minh không quên đếm thử bổ đồng lượng trái còn neo lại. Chú nói, cây tơ 5 năm còn khoảng 70 trái mỗi gốc, sắp tới trừ bi, cong, queo, đèo đẹt coi như cũng ổn. Hôm rày có mấy tay bạn trà buổi sáng ghé thăm, ai cũng khen trái nhiều, trái đẹp, làm chú Minh không giấu được sự vui mừng. Chú đón 170 gốc mà có trái đều hết trơn 100% đó. Thì chú không đón chắc có thể gần chèm 20 tấn. Thôi mình cho nó 73 đi, tại trái chín mà. Còn mấy thằng em cháu tới thì nó hô cái này cỡ 82 cho lên.
Nói chung là cũng hài lòng mà chú muốn đẹp hơn nữa. Rồi mấy thằng em thôi là năm đầu thì nói vậy là đạt rồi. Đảm nhiệm khâu hỗ trợ chăm sóc cho nhiều vườn ở trong khu vực Cái Bè, anh Vũ được dịp chứng kiến nhiều vườn tới phục hồi cây tàn tạ, sơ sát, làm tốn nhiều thời gian và chi phí cho mùa vụ mới. Nhìn qua vàng lá xanh mướt thời điểm gần cuối của chú Minh, anh Vũ không khỏi cảm thán: trái chưa cắt thì mình chưa dám bàn, riêng bộ lá là vườn này không thua ai à nghe. Cây sầu riêng năm nay là trái lá khoảng 80%. Là đa số bà con hết, bao gồm hết, chứ không phải là riêng về mình tính cái thời điểm mà của anh Minh này. Nó là nó trái như vậy, nhưng mà của anh Minh này thì im, ngon này. Ấn tượng nhất là ổng làm kiểu như theo cái quy trình là lá ổng ngon. Rồi lúc từ hồi lúc mà đậy cho tới làm bông ra bông tới hiện tại trái tới bây giờ là nó vẫn đẹp, bộ lá ngon lành. Nói chung là ở đây là không bằng anh Minh. Cũng như là anh Minh đạt có 80% thì người ta chỉ có 50% thôi. Thì về cái phần trái á, đã được nhà vườn chú Minh chia sẻ lại, thì hôm nay Vi Hùng mời nhà vườn mình quan sát về cái phần ở ngoài, là cái phần được nhiều bà con mình quan tâm là về cái phần lá. Thì hiện tại tái đã 80 ngày rồi, nhưng mà bà con mình có xem lại những cái video là lúc mà cái vườn đang chạy trái á, thì bà con có thể thấy là sự so sánh giữa cái vàng lá giai đoạn chạy trái và cũng như vàng lá giai đoạn mà nuôi trái 80 ngày thì vẫn có sự khác biệt, nhưng mà cái biên độ của sự khác biệt nó không lớn. Thì để đạt được và cũng như có được cái thành quả ngày hôm nay thì kết hợp rất là nhiều yếu tố nha bà con. Thứ nhất là về vấn đề mình cung cấp dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng ở phần rễ và cũng như phần trên lá. Thứ hai là dựa vào thao tác canh tác và cũng như cái sự chuẩn bị của nhà vườn. Như vườn của chú Minh là chuẩn bị tới 2 cơi đọt hoặc là 3 cơi, tại vì cơi làm bông thì mình không tính, cơi làm bông là cơi đọt lỡ mình không tính, nhưng mà 2 cơi đọt đầy đặn lá và khúc sau mình đi những cái phân bón nè, xong rồi những cái hữu cơ và kết hợp với cử phun xịt ở trên tối ưu và cũng như cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây sầu riêng. Thật sự Vi Hùng mong rằng những cái vàng lá này và cũng như những cái thực tế mà bà con mình quan sát theo chân của anh em ban biên tập tới những vườn sẽ được lan tỏa và cũng như giúp cho bà con mình canh tác về cái cây sầu riêng này sẽ tốt đẹp và cũng như an toàn hơn. Vi Hùng tin chắc rằng và cũng như muốn gửi gắm tới bà con mình cái niềm tin rằng là khi mình cân đối dinh dưỡng, thực hiện đúng thao tác canh tác, và đặc biệt bà con mình nhớ năm nay nắng nóng thì hòa cái NPK cộng với cái Evergreen Gold tưới là một trong những cái chiêu để hỗ trợ cho vườn chú mình đạt được cái bộ lá như ngày hôm nay. Trái nhiều tất yếu phải ham, nhưng khâu giữ lá phải làm êm xuôi. Đây là dinh dưỡng để nuôi, giúp cơm vàng ống, ngọt bùi thơm hương. Việc ứng dụng quy trình An Phát Nông và sự chỉnh chu trong thao tác chăm sóc đã giúp chú Minh thiết lập được lượng trái nhiều, đẹp, đồng thời bảo vệ bộ lá khỏe mạnh đến ngày thu hoạch. Tin chắc rằng từ kết quả này sẽ giúp chú Minh tạo được vụ sầu năng suất cao, phẩm chất tốt và đặc biệt là giá bán chênh lệch hơn so với thị trường. Vậy chú cũng chúc cho bà con mà ai làm sầu riêng năm nay trúng trái, trúng giá. Và suốt năm nay là trúng giá mãi mãi luôn. Là phi 200 lít luôn á vô. Tới qua luôn đi chú ơi. Xịt xung quanh góc. Rồi xịt vô có rễ luôn. Đúng rồi, xịt xung quanh có rễ luôn. Bà con thân mến, việc tạo được một trái sầu riêng xanh gai tròn trái đã làm cho bà con mình vô cùng phấn khởi và qua đó thì cũng làm hài lòng luôn các anh chị thương lái. Huy Nhi mong rằng là khoảng thời gian từ đây cho đến ngày thu hoạch, những yếu tố thuận lợi sẽ tiếp tục được duy trì để chú Minh về đích với khoảng giá tốt cùng năng suất thắng lợi nhất. Đến đây thì đoạn phóng sự đã khép lại. Huy Nhi đã rất vui khi được bà con mình đồng hành trong những phút trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào nhau, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới nha.